Thưa quý vị và các bạn, với các dự án lớn đang triển khai như đường song hành, đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, đường Tân Phúc, Võng Phan cùng các khu cụm công nghiệp đang xây dựng hạ tầng cần nguồn cắt đen lớn để đảm bảo thi công. Tuy nhiên, 2 tuần trở lại đây, nguồn cung vật liệu này đang rất khan hiếm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của một số công trình tại Hưng Yên. Hơn một tuần nay, công ty Lizen, nhà thầu thi công đường song hành đường vành đai 4 đang rất chật vật vì thiếu nguồn cung cắt đen. Trong đó, mỗi thi công tại khu vực xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, một ngày cần khoảng 6.000 mét khối cát đen san lấp. Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 4 này, dù đã đặt hàng trước, nhưng đơn vị chỉ được đáp ứng 20% số cát san lấp làm nền đường. Một số đoạn đã giải vải địa nhưng vẫn chờ cát san lấp. Nhà thầu triển khai 6 mũi thi công và các phạm vi xử lý đất yếu rất nhiều. Cần phải có nguồn cát về để mà đắp hoàn thiện nền cũng như là công tác gia tải sớm. Đấy. Để đảm bảo được tiến độ thi công ấy, thì mỗi ngày là phải có cái khối lượng cát là phải 6 đến 8.000 khối và những cái mũi là phải dừng thi công. Tại một số khu cụm công nghiệp, khu đô thị, khu giãn dân đang triển khai san lấp cũng gặp tình trạng tương tự. Tại các bến bãi ven sông Hồng cũng không có nhiều cát đen mà chủ yếu là cát vàng. Dù giá cao hơn khoảng 10% so với cuối năm 2023, nhưng các chủ bến bãi cũng bán ra cầm chừng bởi không nhập được hàng. Một tháng nay hàng bến này hiện tại là không có, mà trước thì mỗi ngày có 1-2 tàu và nhiều đơn vị đến mua hàng, công ty chúng tôi không có hàng để phục vụ cho các công trình. Theo một số đơn vị đã và đang khai thác cát lòng sông và bến bãi trung chuyển vật liệu xây dựng, hiện nay lượng cát còn lại của 3 mỏ cát tại khu vực thành phố Hưng Yên được Ủy ban Nhân dân tỉnh gia hạn từ tháng 9 năm 2023 không nhiều, đang khai thác cầm chừng. Có mỏ cát không đảm bảo chất lượng để làm nền đường. Đa số các nhà thầu lớn chủ yếu phải nhập cát từ các tỉnh khác. Để từng bước đáp ứng nhu cầu cát đen phục vụ san lấp cho các dự án công trình trọng điểm và các dự án khác của tỉnh, ngoài 2 điểm mỏ cát sông Hồng nằm trong quy hoạch cũ còn trữ lượng tại xã Mai Động, huyện Kim Động và xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường đang lập kế hoạch đấu giá, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt các mỏ cát mới, dự kiến sẽ tổ chức đấu giá trong tháng 4 này. Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã tham mưu Ủy ban tỉnh là ban hành kế hoạch đấu giá 3 điểm mỏ cát lòng sông để phục vụ nhu cầu của tỉnh, đang hoàn thiện các trình tự thủ tục, đã trình Ủy ban tỉnh về phê duyệt giá khởi điểm và tiền đặt trước. Sau đó thì sẽ tiếp tục các cái bước tiếp theo là phê duyệt hồ sơ mời đấu giá và tổ chức đấu giá theo quy định. Nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã gửi công văn tới Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị hỗ trợ cung cấp thông tin 2 mỏ cát để chủ đầu tư và nhà thầu thi công đường song hành đường vành đai 4 liên hệ lấy nguồn cung vật liệu cát đen, đồng thời lập quy hoạch một số điểm mỏ cát lòng sông Hồng tại huyện Khoái Châu và Văn Giang để sau khi quy hoạch tỉnh Hưng Yên được chính phủ phê duyệt sẽ tổ chức đấu giá.